Hello, xin chào tất cả anh chị em. Đây là cái bảng giá mà cổ phần của công ty thiết bị y tế MLC kết thúc ngày hôm qua thì anh chị em sẽ không được mua dưới đoạn 2. Anh chị em có thể thấy là cái độ chênh lệch, ví dụ như là ở thị trường Việt Nam chúng ta được về mua ở giai đoạn 2 đây. Các gói 100 đô 250 này. Tính kéo rộng cho anh em xem này. Đấy. 17 gói đến 50.000 đô. Tiến lấy một cái gói 10.000 đô đi nhá. Gói 100 đô và 10.000 đô. 1.000 đô trước này. 1.000 đô là ta được giai đoạn 1 thì được 1 triệu. Giai đoạn 2 thì được 949, mà anh chị em ở giai đoạn 5 này đang thời điểm này anh em được 636.300 cổ phần, và giai đoạn 6 tức là mấy hôm nữa qua ngày 11 thì nó sẽ là 318.000, đúng không ạ? Giảm đi một nửa luôn. Và gói 10.000 đây thì ở giai đoạn 2 hôm qua là 10 triệu cổ phần, 10.810.000. Giai đoạn 5 là 7.245.000, còn giai đoạn 6 là còn có 3.6 thôi. Đó. Giảm 50%.